Giờ đây con xin trân trọng kính mời Đức Cha chia sẻ cho cộng đoàn chúng con. Trọng kính Đức ông, quý cha và kính thưa toàn thể cộng đoàn anh chị em rất thân mến. Trước hết tôi xin thay mặt cho quý cha trong đoàn Đại Phúc có lời chào thăm cũng như cầu nguyện và cầu chúc để cho giáo hạt chúng ta nói chung và Đền Thánh Bắc Trạch và các liên xứ chung quanh đây được hưởng ơn đại phúc một cách trọn vẹn, một cách triệt để, không chỉ cho bản thân mình mà cho cả gia đình của mình, cho cả giáo họ giáo xứ và cho cả giáo phận của chúng ta. Kính thưa cộng đoàn anh chị em, gọi là đại phúc bởi vì trung tâm của Chúa, của đạo Công giáo đều gắn liền hệ tại với đức tin của chúng ta. Và đức tin nói Chúa Cha yêu thương nhân loại, vì thế đã cho con của Ngài xuống để ai tin và đón nhận con của Ngài là tin và đón nhận Chúa Cha trên trời và được Ngài tha thứ tất cả mọi xấu xa tội lỗi và được Ngài nhận làm con của Cha trên trời. Và để mọi người chúng ta tin và lãnh nhận được cái quà tặng lớn lao này thì Chúa Giêsu đã làm tất cả mọi sự, kể cả cái chết của Ngài. Vậy trung tâm của đức tin của đạo Công giáo chúng ta, của việc ba ngôi Thiên Chúa thể hiện cho nhân loại đó là một cái đại phúc, một cái phúc lớn cho mọi người chúng ta. Và đây cũng là mục đích của tất cả chúng ta. Tại sao chúng ta đi tu, cả đời của chúng ta đi tu, đi theo Chúa để làm gì? Rồi các công trình nhà thờ đồ sộ để làm gì? Không phải để cho Chúa. Vì Chúa, tự Chúa là tuyệt hảo, toàn vẹn, đầy đủ hết mọi gì là cao sang đẹp đẽ của Thiên Chúa. Ngài không cần gì tới chúng ta. Và sở dĩ Thiên Chúa cho con của Ngài xuống và Chúa Giêsu lập ra hội thánh rồi lưu truyền lại cho chúng ta, vì đây là một kho báu ơn cứu độ, tức là ơn đền tội tha tội của Chúa Giêsu. Vì thế cái trung tâm mục đích chính của mỗi người chúng ta là làm sao để đạt được cái tình thương, cái tha thứ của Chúa, chúng ta gọi là ơn cứu độ hay là sự cứu rỗi mà Chúa Trời trao cho nhân loại chúng ta. Vì thế ý thức và hiểu được như vậy, giáo hội nói chung, giáo phận nói riêng và các nhà thờ, nhà xứ chỗ nào, nơi nào cũng quan tâm tổ chức để cho chúng ta ý thức được và để mọi người chúng ta bảo lãnh, bảo đảm được cái ơn cứu độ là mục đích chính yếu của Cha trên trời cũng như là mục đích của mọi người chúng ta trong Hội Thánh Công giáo. Vì thế chúng ta gọi là đại phúc. Đó là cái phúc Chúa nhận chúng ta làm con, cái phúc chúng ta được Chúa tha thứ mọi tội lỗi và cái phúc chúng ta được Chúa Giêsu chết để đền bù các hình phạt do tội lỗi, do xấu xa của chúng ta gây nên. Và tất cả cái kho báu này được thể hiện qua cái việc Chúa Giêsu lập cái bí tích giao hòa. Vì thế chúng ta đừng sợ Chúa khi chẳng may chúng ta có làm điều gì xấu xa, vì mục đích Chúa biết và Chúa thấy, cho nên Chúa thương, Chúa tha thứ cho chúng ta. Với lại Chúa Giêsu lập ra cái bí tích giao hòa, cái bí tích tha tội, vì Chúa cũng hiểu và cũng biết chúng ta dù cố gắng nhiều vẫn còn có nhiều điều thiếu sót, cho nên giáo hội đã đề cao cũng như đã tạo cái điều kiện để cho chúng ta
tới với Chúa và bí tích tha tội. Vậy chúng ta hôm nay tổ chức tuần đại phúc cho cả giáo phận kéo dài gần 10 ngày, và hôm nay là ngày thứ bảy, và tới phiên đền thánh của chúng ta được cái vinh dự để cử hành cái tình thương của Chúa. Chúng ta dâng cái buổi sáng hôm nay cũng không dài lắm, khoảng 2-3 tiếng đồng hồ là tối đa, để chúng ta cầu nguyện, để chúng ta xin Chúa tha thứ cho mình, và nhất là cầu nguyện xin Chúa ban ơn tha thứ cho tất cả mọi người trong gia đình, trong giáo xứ, trong giáo phận. Cách riêng một số người mắc ngăn trở do công ăn việc làm, hoặc do cái môi trường lao động ở xa, ở thành phố, và cũng có một số người chẳng may gặp tai nạn về đời sống luân lý hôn nhân gia đình, và đôi khi bế tắc không biết làm sao và thấy bối rối cắn rứt lương tâm của mình. Cho nên hôm nay chúng ta hãy tận dụng và coi cái giờ phút vắn vỏi này là một cái đại ơn đại phúc, một cái phúc lớn lao Chúa dành, Chúa thương cho giáo phận, cho giáo xứ, cho đền thánh và cho mọi người chúng ta. Trước khi chúng ta khởi sự bằng việc đặt mình thánh Chúa, tôi thấy cũng là ít lời và cần thiết để giải thích thêm một vài điều cho cộng đoàn anh chị em. Trước hết tôi cũng xin có một thông tin để góp phần vào cho cái ơn phước của Chúa hôm nay. Như cộng đoàn anh chị em biết, cách đây khoảng 2 tuần, tức là sau Tết, thì tất cả các đức giám mục của Đồng Giám mục Việt Nam, tổng cộng có 33 vị trong 26 giáo phận, cộng thêm một số các đức cha phụ tá hay là phó, tổng cộng 36 đức cha đã đến Roma theo cái luật chung của Hội Thánh, cứ 5 năm một lần. Tất cả các đức cha có nhiệm vụ bốn phận, ngoài việc tới cầu nguyện với hai thánh tông đồ Phêrô, Phaolô, còn có cái trách nhiệm trình bày báo cáo cho Đức Thánh Cha về các cái hoạt động của mình ở trong giáo phận. Và lần này thay vì 5 năm thì phải chờ gần 10 năm sau, do biến cố bầu lại Đức Thánh Cha và có từ nhiệm của Đức Thánh Cha Benedicto và Đức Thánh Cha Francisco mới lên, và trong thời gian vắn vỏi cho nên phải kéo dài, và mãi 10 năm sau thì mới tới phiên Hội đồng Giám mục Việt Nam đi thăm viếng Ad Limina. Tất cả chương trình mọi cái đều rất là tốt đẹp, và qua đó riêng tôi thì trước khi cùng với Hội đồng Giám mục tham gia chương trình chung, thì tôi có đi thăm Đức Mẹ ở Fatima, Bồ Đào Nha, và cũng thăm kính Đức Mẹ Lộ Đức nhân dịp Đức Mẹ ở Fatima kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra, và tại Lộ Đức kỷ niệm 165 năm Đức Mẹ hiện ra, và tới các mộ thánh Phêrô, Phaolô, rồi tới mộ của chân phước Đức Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận. Đi đâu chỗ nào nơi nào tôi cũng tham dự và cầu nguyện rất là sốt sắng và quan tâm tới từng người, từng thành phần trong giáo phận. Cho nên hôm nay tôi cũng rất là vui mừng, tôi cũng xin chuyển phép lành của Đức Thánh Cha Francisco cũng như là của các cái ơn phước của các cái trung tâm hành hương, nhất là của Chúa, của Đức Mẹ tới với cộng đoàn anh chị em trong toàn giáo phận, cách riêng mọi thành phần, đặc biệt những người nghèo đói tung thiếu. Vậy đó cũng là một cái thông tin bổ sung. Một vài cái cần giải thích, nhất là một vài trường hợp đã giải thích lần này lần kia, nhưng mà có người nghe, có người rõ, có người chưa, và vẫn còn tạo nên một vài cái bối rối đau khổ cho một số người. Cho nên hôm nay nhân dịp này tôi cũng xin phổ biến giải thích lại một vài
cái ngăn trở hoặc một vài cái hoàn cảnh mà làm cho một số người lẽ ra sẽ vui mừng cảm tạ tình thương của Chúa, thì đôi khi vô tình hay là vẫn cứ hiểu theo kiểu cũ, cho nên bối rối đau khổ. Vậy trước hết là về việc xưng tội, chúng ta đừng sợ Chúa, cũng như đừng sợ, đừng ngại cái việc đi xưng tội với các cha, vì đức tin dạy chúng ta và soi sáng cho chúng ta biết Chúa thấu biết, Chúa thấy hết toàn thể con người chúng ta rồi. Và Chúa là cha mẹ chứ không phải là quan án, cho nên chúng ta đừng sợ, vì Chúa không có phạt chúng ta hay là nghiêm khắc hay là trừng trị chúng ta, mà Chúa như người cha chờ đợi để Ngài lãnh nhận cái tình thương, cái quà tặng Ngài trao ban cho chúng ta. Rồi Chúa Giêsu là cái người trực tiếp hy sinh đền tội thay cho chúng ta về các tội lỗi, và Ngài đã đền bù bằng cái chết của Ngài, thì Ngài lại rất sẵn sàng và rất mong muốn chúng ta tới lãnh nhận cái ơn đền bù, cái hy sinh của Ngài. Cho nên mặc dầu Ngài chết vì tội lỗi chúng ta, nhưng vì Ngài đã tự nguyện và Ngài muốn như vậy để đền bù thay cho chúng ta. Cho nên đây là một cái đại phúc, và cái ơn bí tích giao hòa với Chúa là trung tâm của cái đại phúc này. Cho nên chúng ta cầu nguyện cho mọi người, cái riêng những người đang gặp trở ngại khó khăn công ăn việc làm, để hôm nay họ dần lại một ít thời gian, cũng chỉ 2-3 tiếng đồng hồ thôi chứ không có nhiều, để họ lãnh nhận được cái ơn tình thương của Chúa nhân dịp kỷ niệm đại lễ Chúa Phục Sinh. Trong các tội mà một số người trong chúng ta vẫn áy náy và thắc mắc không biết phải giải quyết làm sao, đó là một số người đang mang trong mình các cái dụng cụ, hay là một số người chẳng may phạm phải cái tội phá thai người thai hay giết người. Thì tôi xin nhắc lại trước tiên về cái sự nặng nề, cái sự ác, sự dữ, sự tội về việc giết người. Và đây là một trong cái giới răn đầu tiên của Chúa dạy, không được giết người. Và ai ai cho tới ngày hôm nay vẫn còn coi cái việc giết người là một cái trọng tội. Cho nên ngay cả tòa án có vài trường hợp người ta giết mà cách miễn cưỡng bất đắc dĩ hoặc do tai nạn, thế nhưng theo luật công bằng tòa án vẫn phải xử và phải có hình phạt thích đáng cho người phạm cái tội giết người. Thì hồi xưa hội thánh cũng hiểu như thế, và ngày hôm nay mọi người vẫn còn hiểu cái sự ác, sự dữ của tội giết người, cho nên có một cái hình phạt kèm theo để trừng trị và để ngăn ngừa, nhất là ngăn ngừa cho người đó đừng tái phạm. Vì cái tội ác giết người nó nặng nề và phải kèm theo cái hình phạt. Nhưng vì ngày hôm nay cái văn hóa, cái trình độ người ta đã hiểu một cách khác đi, cho nên liên quan tới cái tội phá thai, ngừa thai, giết thai thì xin phân biệt cho nó rõ. Trước tiên là ngừa thai, nghĩa là vợ chồng làm thế nào để ngừa không cho sự thụ thai. Và để ngừa không cho sự thụ thai thì có nhiều cách thức để ngăn ngừa không cho có sự thụ thai. Nhưng trong các phương thức để ngừa thai thì có loại tự nhiên, bình thường, hợp pháp, hợp luật Chúa thì tốt lành. Còn có những cái phương pháp mà không hợp luật tự nhiên, không hợp luật Chúa thì không được dùng. Còn phương pháp nào hợp tự nhiên và phương pháp nào không hợp tự nhiên, một cái đề tài nó quá dài dòng. Nếu ai có thắc mắc thì chốc nữa tôi dành cái thời giờ để giải thích riêng. Còn giải thích chung thì chỉ nói nguyên tắc hợp tự nhiên, tức là chúng ta cũng biết có những cách thức bình thường, tốt lành, hợp tự nhiên, hợp giáo lý, hợp luân lý thì ngăn ngừa, ngừa để đừng có con, để đừng có thụ thai thì là tốt, là đẹp, là hay. Nhưng cái điều đáng tiếc
là có nhiều người sử dụng các cái phương thế phản tự nhiên và do các cái nhu cầu để đạt được mục đích mà không phải là ngừa sự thụ thai cho bằng là đã có thai rồi, cho nên tìm cách để trục xuất, để phá thai, giết thai đó. Như vậy chúng ta nên phân biệt ngừa thai để không có sự thụ thai, không có em bé như vừa nói là tốt. Có vài trường hợp không phải là ngừa nữa nhưng mà đã thụ thai, tức là đã có em bé rồi, và vì nhiều người hoặc biết hoặc không biết cho nên trực tiếp hay gián tiếp tìm cách dưới những cái hình thức khác nhau, người ta gọi là điều hòa hay là kế hoạch sinh sản con cái, nghe thì nó hay nhưng mà thực tế không phải điều hòa, không phải ngăn ngừa như vừa nói, mà mục đích là đã có sự thụ thai và người ta tìm hết mọi cách để dùng các dụng cụ, các phương tiện, cách này cách kia, trực tiếp hay gián tiếp, để triệt tiêu, để khử trừ, để giết cái sự thụ thai đó. Và cái sự thụ thai đó tức là khởi đầu của một sự sống, khởi đầu của mọi người, khởi đầu của một đứa con của mình. Khởi đầu nó nhỏ li ti giống như một cái chấm nhỏ hơn múi kim, nhưng điều kỳ diệu là Chúa đã an bài để cha mẹ hợp tác, công tác với nhau để sinh ra một sự sống vật chất, đó là đứa con của mình. Và Chúa theo phương thức của Chúa để Chúa kiện toàn hoàn thiện cái đứa bé đó, Chúa phú bẩm cái linh hồn để cho cái đứa bé đó theo luật của Chúa, theo luật tự nhiên, sau vài thời gian ngắn thì nó sẽ lớn lên, nó phát triển và đúng luật của Chúa, của tự nhiên, thì một em bé đầy đủ sẽ được sinh ra, đó là mỗi người chúng ta. Vì thế tất cả những dụng cụ trực tiếp, gián tiếp, ý thức hay không ý thức mà khử trừ cái chấm đầu tiên đó, tức là giết đứa con của mình, chứ không còn là ngừa sự thụ thai nữa. Ngừa để đừng có sự thụ thai thì nó khác. Đằng này không còn là ngừa nữa, mặc dù người ta dùng những cái từ khác nhau rất đẹp như là điều hòa kinh nguyệt hay là kế hoạch con cái và nhiều cái cách thức khác, nhưng mà không phải hiểu theo nghĩa ngừa mà hiểu theo nghĩa đã có em bé và tìm mọi cách để khử trừ, để giết em bé đó đi. Vậy đây là một tội ác, là một sự dữ, và xã hội đời cũng như các tôn giáo không ai chấp nhận, đặc biệt Chúa đã khẳng định rõ ràng cho chúng ta không được giết người. Cho nên trước tới giờ những cái tội như vậy thì ngoài cái việc Chúa tha và Chúa đã đền bù cái sự dữ sự ác của cái tội này, thì giáo hội để giáo dục, để cho người ta đề phòng và ngăn ngừa không tái phạm, thì giáo hội kèm theo một cái vạ hay là một cái đền bù, một cái tội gọi là dứt phép thông công, hay là vì cái vạ là phải kèm theo một số hình phạt để nói lên cái sự dữ sự ác của cái tội, để giúp cho người ta đừng có tái phạm nữa. Và khi phạm thì phải kèm theo một số hình phạt nặng nề, cái vạ như thế. Ngày hôm nay thì cái sự nặng nề, sự xấu của tội vẫn còn, và hồi xưa chỉ có Đức Thánh Cha mới tha cái vạ, cái phạt đó, nhưng trong thực tế không thể chu toàn được, cho nên Đức Thánh Cha đã trao cái trách nhiệm đó lại cho các giám mục. Các giám mục cũng không thể chu toàn được, và nhất là ngày hôm nay người ta nhấn mạnh tới cái lợi ích, cái ăn năn sám hối của cái tội nhân, cho nên giám mục cũng đã trao lại cái quyền này cho các linh mục trong các tòa giải tội, để khi nếu có trường hợp nào như vậy thì linh mục nhân danh Chúa tình thương và Chúa tha, chứ không phải giáo hoàng, giám mục hay linh mục. Cho nên mỗi khi đi xưng thú tội lỗi thì xin Chúa thương tha thứ sự dữ sự ác và bỏ luôn hay tha luôn các cái hình phạt hình vạ, bù vô đó là một cái ý thức sâu xa cho người chẳng may mắc cái tội đó, để họ quyết tâm dốc lòng chừa, không có tái phạm nữa. Vậy câu hỏi là những người chẳng may
phạm cái tội phá thai giết thai rồi đó, có được xưng tội, có được rước lễ hay không? Thì xin trả lời, sau khi xưng tội thì vẫn được rước lễ, và bình thường cái việc rước lễ hàng ngày bình thường cho những cái trường hợp chẳng may phạm cái tội là như thế. Còn lại một số người, nhất là những người, những đôi vợ chồng chẳng may ở trong cái sự gọi là ngăn trở hôn phối, dễ hiểu là đã đôi vợ chồng hợp pháp chính thức theo đạo theo đời, và bây giờ người đó bất chấp luật đời cũng như bất chấp luật đạo, bỏ vợ bỏ con của mình và đi cưới người khác, ăn ở người khác, có cử hành hôn phối hay là được chuẩn miễn hay không bất chấp, và họ ở trong cái tình trạng rối vợ rối chồng như vậy. Vậy thì giáo hội như người cha người mẹ vẫn thương các con cái của mình, và họ giống như những người gặp tai họa tai nạn, tìm cách để cứu họ, ít nhất là an ủi thông cảm với họ. Cho nên việc xưng tội thì vẫn khuyến khích mọi người, nhất là thấy có tội thì phải xưng tội. Còn việc rước lễ, do mình còn ở trong cái tình trạng rối vợ rối chồng, tức là trong sự xấu sự dữ như vậy, thì chưa có thể bình thường được cái việc rước lễ của mình. Tuy nhiên một vài trường hợp như nguy tử sắp chết, hay là lớn tuổi có nguy cơ sắp chết, hay là một trường hợp có nguy cơ mình sắp chết, có thể xin riêng với cha giải tội để cho mình rước lễ lúc bấy giờ, nhất là sau khi đã xưng tội. Và nếu mình có thật lòng ao ước sám hối và bây giờ xin lỗi Chúa rồi, và ao ước được rước Chúa để xin Chúa cho mình cái ơn nâng đỡ để mình vẫn tiếp tục trung thành, thì mới là yếu tố tốt. Còn việc rước lễ chỉ để bề ngoài thì đó không nên, và càng bất xứng khi mình rước Chúa mà không có cái lòng thành khẩn như thế. Còn lại những cái trường hợp bố mẹ tổ chức hoặc là tham gia trong cái cưới hỏi bất hợp pháp hay là bất chấp luật lệ của hội thánh của một số đôi vợ chồng là con cháu của mình, thì hồi xưa như vừa nói thì do bảo vệ đề phòng để cho người ta khỏi gây gương mù gương xấu, cho nên giáo hội một số địa phương đã lập ra một vài luật. Ví dụ như những ai bất chấp cố tình tham gia các khi cưới hỏi như vậy, kết riêng các bố mẹ chủ động đứng ra tổ chức lễ cưới hỏi bất hợp pháp sai lầm cho con cái của mình, thì giáo hội đặt ra cái luật buộc cái người đó một hình phạt không được xưng tội rước lễ, hay là một cái vạ, một cái hình phạt nào đó, mục đích để đề phòng ngăn ngừa cho người ta đừng tái phạm. Thế thì ngày hôm nay cái sự xấu sự dữ vẫn còn như vừa nói, nhưng mà cái cách xử sự của giáo hội cũng như các cái luật địa phương đó thì đang được mời gọi cân tân. Đại đa số thì theo tinh thần của Đức Thánh Cha hướng dẫn cho giáo hội toàn cầu, chúng ta phải quan tâm chăm sóc đặc biệt những người bị tai nạn như vậy, chứ không phải là trù dập dìm cho họ chết luôn. Cho nên nhiều nơi đã bỏ các cái hình phạt hình vạ đó vì nó không tích cực và nó cũng không giúp cho người ta bao nhiêu, nhất là khi cái tai nạn đã xảy ra rồi. Cái vấn đề là mình đề phòng đừng cho tai nạn xảy ra, chứ bây giờ tai nạn xảy ra rồi thì mình chỉ hối tiếc tìm cách cứu người ta thôi, chứ không phải là trù dập thêm cho người ta chết luôn. Vì thế nhiều giáo phận, trong đó có giáo phận Thái Bình chúng ta, đã giải thích là chúng ta cũng không đồng lõa trong cái sự xấu sự dữ, cũng như không khuyến khích cha mẹ cứ bất chấp rồi đứng ra công khai tổ chức cưới hỏi bất hợp pháp cho con cái của mình, và cũng không khuyến khích những người khác, ngay cả luật đời, khi có ai đó buôn bán làm cái điều gì xấu mà người nào đồng lõa không tố cáo thì ngay cả tòa án đời họ cũng kết tội mình là đồng lõa trong cái sự xấu sự dữ sự ác của người đó, và cũng phải có một số hình phạt.
Thế thì giáo hội nói chung và nhiều giáo phận hiện nay không còn chủ trương phạt theo kiểu đó nữa. Tuy nhiên, một vài địa phận vẫn còn có một số cái hình phạt kèm theo với mục đích để đề phòng không cho người khác dễ dãi. Vậy giáo phận chúng ta không chủ trương để dễ dãi theo nghĩa là buông thả và bất chấp các cái điều xấu, điều sai. Nhưng vì chúng ta nhận thấy trước hết là tình thương của Cha trên trời. Và Chúa Giêsu qua tin mừng Ngài đã nói, có thể bỏ 99 con chiên để đi tìm cứu một con chiên bị tai nạn xa đàn trở về với đàn chiên. Và Đức Thánh Cha đã ra cái thông điệp Chúa Cha đầy lòng thương xót, cho nên dựa trên những cái hướng dẫn đó mà Chúa Thánh Thần mời gọi chúng ta phải quan tâm dành cái tình thương lớn hơn cho những người chẳng may gặp tai nạn. Vậy giáo phận chúng ta không chủ trương là kèm theo các hình phạt hay là phạt vạ những cái bố mẹ hay là những cái người thông công bằng cách là dự tiệc cưới của các cái trường hợp đó. Vậy hôm nay cũng xin được nói cho nó rõ hơn, những cái đôi vợ chồng chẳng may mà đã gặp tai nạn trong việc bỏ vợ bỏ chồng của mình rồi đi ăn ở bất hợp pháp với một người khác và đôi khi ngang nhiên cưới người khác về làm vợ làm chồng, bình thường hóa cái trường hợp gọi là rối rắm hôn phối đó. Thì những ai chẳng may mắc phải như vậy rồi thì biết là mình đã đồng lõa trong cái sự xấu sự dữ, thì xưng tội xin Chúa tha và giáo phận cùng tha luôn các cái hình phạt đó. Các linh mục ở trong tòa giải tội giải thích cho người ta biết đó là sự xấu và sai trái, nhưng mà vì đã ăn năn sám hối rồi thì xin Chúa tha và từ nay chúng ta đừng có tái phạm nữa. Như vậy những ai đang bối rối như đặt trước đây vì cái vạ cái phạt đó thì hôm nay xin lòng thương xót Chúa tha tất cả mọi cái vạ cái phạt đó cho chúng ta. Còn cái việc mà có phải lấy các cái dụng cụ đang đặt trong mình hay không thì xin giải thích thêm, sau khi xưng tội mà một số người vẫn còn tiếp tục để các cái dụng cụ ở trong mình, và mục đích của các dụng cụ đó là không phải để ngừa thai như chúng ta vừa nói, mà để trực tiếp gián tiếp giết thai, giết em bé, cho nên phạm cái tội giết người. Vậy nếu khi mình biết mình vừa phạm tội giết người, chắc chắn dù đi xưng tội rồi nhưng vì mình tái phạm và phạm lại cái tội giết người thì không thể rước lễ được. Thế thì trường hợp đó phải làm sao? Có vấn đề là nếu còn cứ để các dụng cụ như vậy, có một số trường hợp như là vợ chồng ở xa nhau, không có sinh hoạt vợ chồng, thì các dụng cụ đó từ nó không phải là nguyên nhân xấu, nhất là khi không có sinh hoạt vợ chồng. Ngược lại, vừa mới xưng tội hôm nay và chiều tối về sinh hoạt vợ chồng, thì không phải lần nào sinh hoạt vợ chồng cũng có thụ thai, cũng có một em bé. Nhưng chẳng may nếu lần đầu tiên này sau khi xưng tội xong và mình chưa kịp rước lễ, nhưng tối nay sinh hoạt vợ chồng và ngay lần này lại có thụ thai, có em bé, thì các cái dụng cụ, các cái phương tiện mình để đó vì mục đích của nó là khi nào có em bé thì nó trục xuất, nó giết, nó tiêu diệt hay là nó khử trừ cái em bé đó. Mặc dù em bé đó nó mới thụ thai, tức là mới khởi đầu bằng chấm ly ti, nhưng đã đầy đủ tất cả mọi yếu tố của một con người. Vì thế để lại hay không và các dụng cụ đó có tội hay không có tội thì tôi không bắt buộc phải lấy đi, còn lại trao cái trách nhiệm đó lại cho các đôi vợ chồng. Nếu mình tiếp tục để lại thì xin lưu ý, mỗi lần sinh hoạt vợ chồng có khả thể là thụ thai và cũng có lần không thụ thai, nhưng hễ bất cứ lần nào mà có sự thụ thai thì các dụng cụ đó trực tiếp ngay lập tức hay là một thời gian ngắn giết cái em bé của mình. Cho nên vô tình nếu cứ để các dụng cụ như vậy thì có người đã giết con của mình không phải một lần, và không phải vì nó lớn rồi mình mới coi đó là tội giết người,
khi từ bé ly ti đã là giết con của mình rồi. Và nếu mình nhiều lần thụ thai thì không phải giết con một lần mà đã nhiều lần rồi. Về cái tội này, không phải chỉ người mẹ hay người vợ mới là người trách nhiệm chính và mới đi xưng tội. Một số người, nhất là các ông, là nguyên nhân chính của sự thụ thai, và nhiều khi là áp lực của các ông để giết em bé. Thì nhiều người chồng, nhiều người đàn ông coi như phủi tay vô trách nhiệm thì không đúng. Bởi vì người chồng hay là người đàn ông là nguyên nhân chính của việc thụ thai. Đặc biệt ngày hôm nay, giới trẻ, sinh viên, học sinh, theo cái trào lưu chung, nhiều trẻ em mới lớp 8, lớp 9 cũng đã có những sinh hoạt vợ chồng và có thể đã có nhiều em bé được sinh ra. Nhưng dưới áp lực cái này cái khác, uống thuốc hoặc các dụng cụ vân vân, thì mỗi lần có nguy cơ đó là đã phạm tội giết người. Và do không ý thức và không biết và tưởng rằng chưa thụ thai và gọi là ngừa thai, cho nên nhiều người cảm thấy như thể mình chưa có phạm tội giết con của mình, mà trong thực tế đã rất nhiều lần và nhiều con của mình đã bị giết chết. Vậy hôm nay chúng ta gọi là đại phúc, à, là bởi vì Chúa thương, Chúa tha hết. Không phải Chúa tha cách như không, Chúa đã đền bù. Mỗi lần như vậy, Chúa Giê-xu lại bị giết chết, đau khổ để đền bù cái tội của chúng ta. Cho nên chúng ta phải hết sức, hết lòng để cảm ơn Chúa. Vậy tới đây, tôi xin kết thúc cái phần giải thích bổ sung. Nếu ai còn có một cái gì thắc mắc bối rối thì tôi sẽ ngồi ở trong tòa, ở trong cái phòng của nhà xứ, anh chị em có thể vào trong đó để hoặc là vừa xưng tội và có những thắc mắc, hoặc là có những trường hợp lâu ngày lâu tháng anh chị em bối rối, và thì một lần cho tất cả để xin Chúa tha thứ, xin Chúa giải quyết cho tất cả các trường hợp. Rồi chúng ta giờ đây chúng ta đặt mình thánh Chúa, rồi chúng ta cầu nguyện và xin mọi người chúng ta trong thời gian này không vì không đọc kinh chung, không lần hạt, mọi người hãy thinh lặng chiêm ngắm Chúa Giê-xu thánh thể, mở lòng của mình lắng nghe và đáp lại cái lời mời của Chúa ăn năn sám hối các tội lỗi của mình. Xin cho mình ơn được quyết tâm dốc lòng chừa tội, quan trọng hơn cả việc xưng tội hay là đền tội. Bởi vì chừa tức là mình đề phòng đừng cho tội đó xảy ra nữa. Còn tội kia đã xảy ra rồi thì Chúa đã đền, đã thương rồi. Cho nên quan trọng của việc xưng tội không phải là kể tội hay là ăn năn sám hối, cho bằng là ơn quyết tâm từ nay tôi sẽ không phạm tội nữa. Vậy chúng ta cầu nguyện cho các con cháu của mình, nhất là một số đông trong giáo phận, nhiều gia đình có con cháu đi làm ăn ở thành phố, đi làm ăn lao động ở nước ngoài, ở xa quê, không có điều kiện, không có tuần đại phúc, không có linh mục ngồi tòa sẵn sàng. Cho nên chúng ta cũng hãy hiệp thông và thông công cầu nguyện cho tất cả các con cháu đó. Rồi ngay trong giáo phận chúng ta cũng có một vài trường hợp gia đình đang đau khổ cần sự cứu giúp. Vậy mùa hay là tuần đại phúc hôm nay mang cái tính cứu chữa, mang tính tình thương, chúng ta cầu nguyện cho tất cả mọi người trong đền thánh, trong liên xứ, trong hạt của chúng ta được ơn sám hối, được ơn giao hòa với Chúa. Xin cảm ơn cộng đoàn anh chị em.